liều lĩnh vận chuyển ma túy bằng ô tô khi thành phố Hồ Chí Minh siết chặt giãn cách. Dừng kiểm tra xe của Huy và Bảo, tổ công tác phòng chống dịch COVID-19 phát hiện họ không có giấy đi đường, trong xe giấu 0,5 kg ma túy. Ngày 3 tháng 9, Công an quận 4, thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra, làm rõ vụ hai đối tượng cất giấu khoảng 0,5 kg ma túy trên ô tô, lưu thông qua chốt kiểm soát. Trước đó, chiều 2 tháng 9, chốt kiểm soát ở chân cầu Cameti ra hiệu lệnh dừng ô tô biển kiểm soát 86A-152-44 để kiểm tra giấy đi đường theo quy định. Lúc này, tài xế Đặng Quốc Huy và nam thanh niên đi cùng tên Huỳnh Phạm Huy Bảo, cùng 23 tuổi, quê An Giang không xuất trình được giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội. Nhận thấy hai thanh niên có biểu hiện bất thường, tổ công tác kiểm tra ô tô và phát hiện trong xe có một gói chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy. Tổ công tác đưa cả hai cùng tang vật, phương tiện về trụ sở để làm rõ. Kết quả giám định cho thấy tinh thể màu trắng trên là ma túy, trọng lượng gần 0,5 kg.